xin chào các em thân yêu của chị. Ở video trước, chị Lan đã thử chơi bóp bọt biển. Sau khi chơi xong, chị Lan cảm thấy rất là thích luôn. Nên hôm nay, từ khối bọt biển như thế này, chị Lan sẽ tạo thành một miếng dưa hấu thật là dễ thương luôn. Giờ thì chị Lan sẽ cắt ra các em. Chị Lan đã cắt xong rồi các em ơi. Tiếp tục, chị Lan sẽ cắt tiếp những miếng bọt biển này thành hình tam giác để tạo thành những miếng dưa hấu các em. Chị Lan đã cắt xong những bọt biển hình tam giác rồi. Giờ thì chị Lan sẽ cho vào nước nha các em. Sau khi ngâm nước bọt biển xong, chị Lan sẽ dùng kim tuyến trang trí bọt biển thành một miếng dưa hấu. Đầu tiên, chị Lan sẽ dùng kim tuyến màu xanh để làm vỏ dưa hấu. Sau khi trang trí vỏ dưa hấu xong, chị Lan sử dụng kim tuyến màu đỏ để trang trí vỏ dưa hấu nha các em. Chị Lan sẽ dùng kim tuyến màu đen để làm hộp dưa hấu nha các em. Chị Lan đã trang trí xong một miếng dưa hấu rồi các em ơi, nhìn rất là thích luôn phải không các em, và cũng rất là đẹp nữa. Giờ thì chị Lan sẽ trang trí thêm những miếng dưa hấu nhỏ nữa.